Niềm vui bừng lên trong từng ánh mắt em thơ, nụ cười của các cụ già. Niềm vui xôn xao cả núi rừng trong mỗi hộ gia đình, khiến thôn bản có một đêm không ngủ. Đó chính là niềm vui ngày bản bước xã Tân Xuân được thắp sáng bởi điện lưới quốc gia. Sau hơn 7 tháng thi công khẩn trương, sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012, Công ty Điện lực Sơn La đã chính thức làm lễ đóng điện cho 121 hộ dân thuộc bản bước xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu. Đây là công trình đường dây và trạm biến áp đầu tiên thuộc dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Khi có điện lưới về thì tôi rất sung sướng. Bà con lối xóm cũng như vậy, rất là vui sướng và vui mừng. Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến dân tộc chúng tôi để cung cấp điện lưới quốc gia cho chúng tôi sử dụng đầy đủ trong như ánh sáng này, phát được TV này để cho bà con lối xóm được xem và được hiểu được những vấn đề xã hội, hoàn thành được những nhiệm vụ người công dân. Dự án cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào vùng sâu vùng xa tỉnh Sơn La là một trong những dự án có ý nghĩa chính trị xã hội lớn, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ nhằm cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới Tổ quốc. Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã giao cho Công ty Điện lực Sơn La trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện dự án từ tháng 5 năm 2012. Dự án có tổng mức đầu tư 557 tỷ 831 triệu đồng, trong đó 85% vốn ngân sách nhà nước, 15% vốn đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Dự án nhằm xây dựng toàn bộ mạng lưới trung hạ thế trên địa bàn 11 huyện, thành phố, 106 xã thuộc địa bàn tỉnh Sơn La. Công trình cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu được khởi công từ 26 tháng 5 năm 2012. Ngày khởi công trong cơn mưa tầm tã, trong bùn đất lầy lội của đường rừng, hàng trăm người dân đã nô nức đến chung vui với những người làm điện, với tâm thế háo hức đón chờ ngày ánh điện về thắp sáng bản làng. Thi công trong điều kiện khó khăn đặc thù của địa hình miền núi, đường đất gập ghềnh, thời tiết mưa lũ bất thường, những người thợ đã phải nỗ lực hết mình, không quản vất vả để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho công trình. Quá trình thực hiện dự án, công ty và các đơn vị thi công đã nhận được sự phối hợp tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan và nhân dân trong vùng dự án. Do đó đã đạt được những hiệu quả và mục tiêu của dự án, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Hôm nay, tại chính nơi đã diễn ra lễ khởi công dự án, những tình cảm quý mến của bà con là động lực thôi thúc cán bộ công nhân ngành điện nỗ lực để sớm mang ánh sáng điện đến các bản làng. Đến nay, công trình đã hoàn thành được 8,1 km đường dây trung áp, 3,5 km đường dây 0,4 kV, một trạm biến áp 75 kVA, hoàn thành đóng điện cho 121 hộ dân thuộc bản bước xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu. Có điện, người dân ở Tân Xuân sẽ có cơ hội được tiếp cận với ánh sáng văn hóa, với những đổi thay ngày càng nhanh chóng của xã hội thông qua các chương trình truyền hình quốc gia và địa phương. Và quan trọng hơn, khi điện thắp sáng bản làng, điều kiện sống của người dân sẽ được cải thiện. Cái đói, cái nghèo sẽ từng bước được đẩy lùi. Thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi và tin tưởng rằng là có đường và có điện thì đời sống, kinh tế, văn hóa của nhân dân sẽ được thay đổi. Theo kế hoạch, trước Tết Nguyên đán 2013, Công ty Điện lực Sơn La sẽ tiếp tục đóng điện cho 75 bản với 3.000 hộ dân. Và đến năm 2015, khi dự án kết thúc, 557 bản với tổng số hơn 3 vạn hộ dân đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia. Hy vọng về một cuộc sống ấm no hơn đang được thắp sáng lên từng ngày ở nơi đây.